Không phải lúc nào chúng ta cũng có thể đưa ra một lựa chọn đúng ngay từ đầu, và ngay cả việc lựa chọn một người bạn đồng hành trong công việc cũng như thế. Ngoài việc quan tâm đến yếu tố hiệu năng và cấu hình ra, thì RAM hay SSD cũng là hai thứ mà chúng ta cần phải quan tâm khi mà lựa chọn một chiếc máy. Vậy thì lựa chọn làm sao cho đúng, nên ưu tiên RAM hay SSD? Mình là Trường, đây là Mark One, cùng tìm hiểu ngay sau intro nhé. Nếu như mọi người chưa xác định rõ được việc ưu tiên RAM hay SSD thì ở Mark One đang có rất nhiều các sản phẩm máy RAM vừa cao mà SSD lại cực kỳ thoải mái. Lát nữa xem xong video ấy, click ngay vào link phía bên dưới nhá. Rồi, làm sao để chúng ta biết được nên ưu tiên về cái nào thì đầu tiên vẫn phải hiểu về bản chất đã. Đối với RAM, RAM là bộ nhớ tạm của máy giúp cho chúng ta có thể xử lý thông tin hiện hành để CPU có thể truy xuất và xử lý dữ liệu. Khi mà chúng ta mở một ứng dụng ở trên một thiết bị điện tử thì cái dữ liệu đó sẽ được truyền vào ổ cứng và lưu trữ tại RAM. Lúc này CPU sẽ truy xuất và lấy dữ liệu từ RAM để hiển thị lại và đáp ứng lại các thao tác của người dùng. Một cách dễ hiểu hơn thì RAM sẽ có tác dụng tốt khi mà chúng ta thực hành đa nhiệm, mở một vài chục tab Chrome cùng một lúc này, mở nhiều ứng dụng cùng một lúc này, vân vân. Còn về ổ cứng có lẽ không cần phải nói quá nhiều. Đơn giản thì chúng ta sẽ sử dụng ổ cứng cho việc lưu trữ tài liệu, lưu trữ file công việc, lưu trữ ảnh và rất nhiều các thứ khác. Như vậy thì bản chất của hai linh kiện này chúng ta có thể thấy rằng những người ưu tiên RAM thường là sẽ cần phải mở nhiều tab ứng dụng, mở nhiều cái tab trình duyệt. Ví dụ như là những người chạy quảng cáo, quản lý nhiều page này, hay là những người làm code cần phải chạy nhiều máy ảo và rất nhiều đối tượng khác nữa. Hay đơn giản hơn là chỉ vì bạn lười, bạn không muốn tắt app đi bao giờ cả và bạn mua nhiều RAM. Còn về ổ cứng thì dành cho những người cần phải lưu trữ và muốn cho mình có một cái máy nó gọn nhẹ nhất có thể, không phải cắm thêm ổ cứng hay là USB ở ngoài. Đơn giản là chỉ muốn lưu trữ luôn ở trong máy. Thì người ta sẽ chọn những cái loại ổ cứng cao từ 512, 1T hay thậm chí là cao hơn. Ok, bạn sẽ không phải đắn đo nếu như ngân sách của bạn rất là nhiều trong một chiếc máy. Bạn nên chọn luôn bản RAM cao, ổ cứng cao, đỡ phải suy nghĩ mà lăn tăn. Nhưng đặt ra trong một bài toán với một ngân sách thấp hơn, chỉ có thể đưa ra hai sự lựa chọn. Một là RAM cao, ổ cứng thấp. Hai là ổ cứng cao, RAM thấp. Thì bây giờ chúng ta sẽ xem thử trên trang web của Apple. Mình sẽ lấy ví dụ như một chiếc là MacBook Pro 2022 bản 13 inch. Đầu tiên là mình sẽ chọn bản cấu hình là RAM 8, ổ cứng 512. Mức giá ở đây sẽ là 36.499.000. Còn đối với cả bản 16GB RAM nhưng mà 256 SSD thì giá bất ngờ thay nó cũng là 36.499.000. Thực ra đối với cả hai cấu hình này ở Mark One thì giá vẫn sẽ thấp hơn, nhưng mình cứ lấy chuẩn ở trên Apple để mọi người dễ so sánh nhé. Đến đây sẽ có một số ý kiến cho rằng Apple bây giờ tân tiến lắm, họ cho phép chúng ta có thể là swap RAM. Tức là hiểu đơn giản là khi mà chúng ta đã bị đầy RAM rồi thì ổ cứng lúc này sẽ có một cái vai trò một chút trong cái việc mà xử lý đa nhiệm cùng với cả RAM. Đúng, mình không phủ nhận về cái việc mà chúng ta có thể swap RAM ở trên những chiếc MacBook. Nhưng chúng ta không nên lạm dụng với cái vấn đề này, bởi vì đơn giản có thể hiểu rằng là cứ việc gì của ai người đấy làm thì nó sẽ là tốt nhất. Mình đã từng gặp một khách hàng sử dụng một chiếc MacBook Air M1 bản RAM 8/512. Và cái công việc của người này đã sử dụng rất nhiều, đến ngoài cái việc mở nhiều tab ra, người ta còn phải sự chỉnh sửa video rất là nhiều ở trên chiếc máy đó nữa. Và từ đó là tất cả các ứng dụng cứ mở hết, mở liên tục và không bao giờ tắt. Nên nhớ là bản RAM 8/512 nhé. Sau đó thì mình có hỏi là bạn có bao giờ tắt máy không, thì câu trả lời là không. Thế là mình mới mon men vào trong cái phần giám sát hoạt động, thì thấy là mọi người biết gì không? Cái phần nó ghi là swap lên đến 10GB trên một cái chiếc máy mà không qua tản nhiệt và chiếc máy sinh ra để làm tác vụ văn phòng bình thường thôi. Nó swap đến tận 10GB thì đủ hiểu là cái máy nó sẽ lag như thế nào đấy. Và sau khi mà mình reset lại máy và tắt hết các ứng dụng đi thì cái phần RAM nó đã được giảm tải đi rất nhiều và máy đã trở lại hoạt động bình thường, không bị swap nữa. Vậy đó, từ một cái ví dụ như vậy có thể thấy được rằng là chúng ta không thể lạm dụng được cái việc mà swap SSD quá nhiều. Cái này chỉ là một giải pháp tinh tế thôi, mình đã nói và nhấn mạnh bên trên. Vì vậy đối với mình, theo quan điểm cá nhân thì việc lựa chọn nên ưu tiên cái nào, mình nghĩ đó là RAM. Bởi vì hiện tại tất cả các dòng MacBook bây giờ các linh kiện đã được hàn chip trên mainboard và từ đó sẽ không thể thay thế bất kỳ linh kiện nào. Nhưng đối với cả SSD thì mọi người có thể cắm thêm ổ cứng ngoài vào, cắm thêm USB vào, và tốc độ đọc ổ cứng hiện tại của các chiếc máy đang rất là tốt và tốc độ truyền dữ liệu từ ổ cứng ra cũng rất là ok, càng ngày càng cải thiện. Vì vậy ổ cứng nó không phải là một cái vấn đề quá nhiều của chúng ta, có chăng chỉ là mình phải mang đi mang lại thêm một cái phụ kiện nữa thôi. Còn đối với RAM, RAM thì mua thế nào nó sẽ như thế luôn, mọi người không thể thay đổi được. Vì vậy hãy lựa chọn RAM cao nhiều hơn. Đấy là theo quan điểm cá nhân của mình. Trên đây là quan điểm cá nhân của mình về việc RAM hay SSD, cái nào quan trọng hơn. Nếu như mọi người có ý kiến khác, hãy để lại bên dưới phần comment và chia sẻ với mọi người xem việc trải nghiệm của mọi người về RAM cao hay là ổ cứng cao thích hơn nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.